Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng form trong String. Mục tiêu là hiểu được cơ chế data binding, cơ chế ràng buộc giữa form với bin. Hai là xây dựng form trong print, và thứ ba là sử dụng annotation model attribute. Giới thiệu data binding. Data binding nó là sự kết nối dữ liệu của bin đặt trong model đến các điều khiển trên form. Khi thay đổi dữ liệu trong bin thì dữ liệu trên các điều khiển trên form cũng sẽ thay đổi theo. Ràng buộc dữ liệu có thể là một chiều hoặc hai chiều. Chiều lên là chiều chuyển dữ liệu từ các điều khiển vào các thuộc tính của bin. Chiều về là hiển thị dữ liệu từ các thuộc tính của bin lên các điều khiển của form. Thì chúng ta thấy cái hình minh họa như sau. Các điều khiển trên form như là test box, như là combo box, như là check box thì nó data binding với đối tượng bin trong model, tượng bin của model, bin được đặt trong model, và lúc này nó sẽ có hai chiều ràng buộc giữa hai này là hai chiều, thì chiều lên và chiều về. Chiều lên là chuyển dữ liệu từ các điều khiển vào trong bin là một chiều, chiều ngược lại, chiều về là chiều hiển thị dữ liệu từ bin ra ra form, ra các điều khiển của form. Đó. Như vậy, data binding với các thẻ HTML như sau. Bạn có thể ràng buộc, có thể buộc cái dữ liệu data binding từ các thuộc tính của bin vào các điều khiển HTML bằng sử dụng biểu thức else mà chúng ta đã học trong phần sublet. Đấy. Ví dụ đây chúng ta ràng buộc cái dữ liệu ID từ bên dưới sublet đi lên ra bằng công thức AL dollar dấu móc ha. Đấy, thì chúng ta sẽ có được cái cách ràng buộc mà hôm trước chúng ta học ở trong phần sublet. Dù chúng ta hoàn toàn có thể buộc dữ liệu trong bin trong cái model lên form với AL, nhưng gặp một số hạn chế như sau. Thứ nhất là phải viết mã trên giao diện. Thứ hai là dài dòng. Thứ ba là khó quản lý. Đổ dữ liệu vào list control trở nên phức tạp và khó khăn. Tức là chúng ta đổ cái dữ liệu vào trong cái combo box nè, trong list box nè, trong radio button nè, trong check box thì nó sẽ trở nên phức tạp và khó khăn. Kiểm và thông báo lỗi hơi khó khăn. Còn khi chúng ta dùng GreenForm thì GreenMVC nó cung cấp ra thư viện thẻ giúp việc buộc cái dữ liệu từ bin vào các điều khiển trở nên dễ dàng hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng một cái thẻ tab list, cái đường dẫn là tab của form, revit là ví dụ ta đặt tên là form. Thì sau khi khai báo cái thư viện thẻ ngay ở đầu trang zip thì chúng ta có thể tạo cái form và ràng buộc cái form đó, ràng buộc cái dữ liệu cho nó. Ví dụ đây chúng ta thẻ trong thư viện form là chúng ta có đầu cái tên form đầu. Form đầu tiên là đặt lấy cái tên refit này đưa xuống, hai chấm form là đối tượng form, action và chúng ta đi đến cái action login cho hàng, và model attribute thì lúc này là tên của bin đặt trong model, là ví dụ user, thì nó sẽ lấy hết toàn bộ các thuộc tính trong cái bin đó. Các bạn qua đây thì lúc này chúng ta sẽ có là form hai chấm input và chúng ta sẽ có pass là id. Đây là một thuộc tính của cái bin user. Password, chúng ta có password. Đấy. Thì tự động nó sẽ ánh xạ, nó sẽ lấy từ giá trị thuộc tính của bin đặt trong model quăng lên đây. Ưu điểm của form trong print là cung cấp cơ chế buộc dữ liệu lên các điều khiển. Form đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu. Khi thay đổi dữ liệu trong bin thì dữ liệu trên các điều khiển cũng sẽ thay đổi theo. Cấp dữ liệu vào các list control trở nên đơn giản, kiểm và hiển thị lỗi một cách dễ dàng. Tình huống buộc dữ liệu như sau: chúng ta có người dùng sử dụng yêu cầu teacher edit.html thì nó sẽ gọi cái phương thức ấy trong teacher controller này, và nó sẽ tạo ra bin và đặt vào model, đặt teacher vào model, và view sẽ chứa form để buộc cái dữ liệu từ bin trong model lên các điều khiển của form. Đó là cái tình huống dữ liệu nó buộc dữ liệu là như vậy. Thì chúng ta có lớp bin teacher, thì chúng ta sẽ có là teacher với
các thuộc tính là name, age và debug. Và chúng ta xây dựng các constructor của nó, constructor không tham số, constructor có tham số và các getter, setter cho nó, các phương thức của nó. Lớp teacher, tạo một cái lớp teacher controller và chúng ta định nghĩa annotation controller và request mapping, ví dụ teacher, request mapping lớn là teacher và trong này chúng ta sẽ có request mapping con là edit và chúng ta có một cái hàm string, hàm chuỗi edit với lấy cái model map và chúng ta định nghĩa một cái đối tượng teacher và chúng ta tạo cái đối tượng teacher đó và chúng ta model attribute cái teacher này lên. Như vậy thì đây là trong model có bin teacher, trong model đẩy lên cái biến teacher cho cái form trong cái thư mục client teacher.jp. Như vậy khi gọi teacher.setEdit.html thì phương thức action edit sẽ thực chạy và edit này nó sẽ tạo ra một đối tượng giáo viên và đặt vào model với tên là teacher để chuyển sang view teacher.jp. Thiết kế form có ràng buộc dữ liệu thì chúng ta có một cái view teacher.jp chứa cái form buộc các thuộc tính của bin vào các điều khiển thì ta dùng cái thư viện tablet UI và chúng ta sẽ string ram buộc tab form và chúng ta đặt prefix là frm và lúc này phía dưới này chúng ta sẽ dùng frm 2.form action thì chạy đến cái action là update.html và chúng ta có cái model attribute là teacher. Cái teacher này nó được đẩy từ cái controller đây đưa qua đây là teacher thì đây ta sẽ bắt cái teacher đó ở đây và chúng ta có ba input bus name, input bus age, input select bus debug và option value từng cái giá trị cho nó đấy và chúng ta nút button là cập nhật và chúng ta đóng cái form lại. Như vậy các thuộc tính của bin teacher model sẽ được buộc vào các điều khiển của form. Như vậy khi muốn thay đổi dữ liệu trên form bạn chỉ cần thay đổi bin trong model mà thôi. Buộc dữ liệu chiều lên tức là form sẽ submit dữ liệu đến action update và bạn cần bổ sung phương thức action update vào cái teacher controller để xử lý cái nút update thì chúng ta có cái action update request mapping update và chúng ta update nó là chúng ta lấy cái teacher và lấy cái teacher từ phía trên controller đẩy qua đây. Đó. Model attribute teacher và ta tạo đối tượng teacher nó sẽ trả về client teacher. Như vậy dữ liệu form sẽ được chuyển vào các thuộc tính của đối số action teacher này ha. Annotation model attribute teacher sẽ bổ sung một attribute có tên là teacher có giá trị là đối số của teacher vào model. Attribute này sẽ buộc dữ liệu lên các điều khiển khi quay trở lại form. Đó. Các điều khiển form của Flink, chúng ta có form, điều khiển form, input sẽ ra input type, test area, checkbox sẽ ra type checkbox, radio, type radio ai nó tương đương với bên HTML, chúng ta bắt buộc button select nhóm radio, thì chúng ta có radio select. Checkbox, nhóm checkbox, đây là những click control cần được cấp dữ liệu từ collection, array hoặc là map. Chúng ta sẽ ví dụ phía sau. Ví dụ sử dụng click controller, rồi sử dụng click control, đối tượng click, thì chúng ta sẽ có điều khiển được để sử dụng các click, các điều khiển được sử dụng các click, như là form select, hoặc là checkbox, hoặc là option, đúng không? Ở đây, thì đây là một cái ví dụ về select. Cover box thì chúng ta đổi cái từ nhập liệu sang chọn ví dụ ban đầu nhập kho mượn tin thì giờ chúng ta chọn danh sách từ đây trong combo box này để đạt được điều mong muốn thì chúng ta cần thay đổi thứ nhất là chúng ta thay đổi cái teacher controller lại là phải cung cấp dữ liệu dạng mảng, dạng collection hoặc dạng map và model chúng ta từ controller chúng ta phải cấp cái dữ liệu vào trong model là dưới dạng là array hoặc là collection hoặc là map. View thì teacher.jp chúng ta phải thay đổi điều khiển và đổi dữ liệu vào thì chúng ta xem đổi dữ liệu vào combo box như sau. Đối với chúng ta dùng mảng đối tượng string, dùng mảng string thì chúng ta sẽ có là public string get debug và chúng ta khởi tạo cái mảng đó debug
dữ liệu của mảng đấy. Sau đó tôi trả về, tôi trả về cái debug đúng không, tôi trả về model attribute này, model attribute tôi trả về debug. Thì ở ngoài đây chúng ta sẽ bắt dùng cái ngôn ngữ EL để chúng ta bắt cái debug đó bằng cái thuộc tính là item trong select, trong thuộc tính select chúng ta sẽ lấy được, ta lấy được cái dữ liệu. Thì chỗ này chúng ta đổ từ đúng không, ta đổ từ controller ta đổ qua đó. Rồi đổ dữ liệu vào con gốc, chúng ta thay đổi tích trò, bổ sung cái phương thức ghép debug. Đấy này thì giải thích cái đó. Sử dụng annotation model attribute debug và sẽ đặt cái kết quả của phương thức này vào trong model với tên là debug. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để đổ vào combo box. Thì thay đổi cái view teacher thì chúng ta thay cái bug debug bằng cái form frm select bug debug và item, thêm cái biến item và ta gọi cái model attribute debug ra. Thuộc tính tên là chỉ ra dữ liệu, thì chỉ ra dữ liệu ở collection, map hay là mảng, đặt trong model để đổ vào combo box. Đó là cái giải thích cho cái việc cái ví dụ ở đây này, giải thích cho ví dụ trên này ha. Annotation annotation A cộng model attribute là trong Green MVC thì A cộng model attribute được sử dụng để đổ, để bổ sung attribute vào model. Có hai trường hợp, trong hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là A cộng model attribute mở ngoặc name, đây là một cái tham số argument, sẽ bổ sung cái attribute có tên là name và có giá trị của đối số phương thức action tương đương với model.attribute name phải argument thì có thể viết tương đương như vậy. A cộng model attribute name hoặc là method, cái chấm method thì sẽ bổ sung attribute có tên là name và giá trị có giá trị là kết quả của một phương thức nào đó, thì tương đương với là model.attribute mở ngoặc name phải chấm phẩy method, method cái method đó, cái phương thức đó. Như vậy trong view bạn có thể sử dụng nó như một attribute bình thường buộc vào form và sử dụng ngôn ngữ EL để đổ vào click control. Ví dụ đổ dữ liệu vào combo box và sử dụng list, sử dụng cái interface list và cái đối tượng là array list, thì chúng ta định nghĩa một cái mảng debug ta sửa lại là string đúng không, string list, list, và lúc này chúng ta sẽ có là list string debug, list string debug, và chúng ta có new array list, array list, và chúng ta add, dùng phương thức add, chúng ta add dữ liệu vô đấy, thì nó cũng giống như cách chúng ta dùng strings, mảng string ha. Thì đây cũng tương tự. Rồi đổ dữ liệu vào công box dùng map string string, dùng map string string, thì chúng ta sẽ dùng cái interface là map và chúng ta dùng phương thức là hmax, là chúng ta đẩy vô. Vậy cái hmax này nó sẽ là từng cặp key và value, key và value, key kiểu dữ liệu của key và kiểu dữ liệu của value ta đưa vô, rồi từng cặp một. Như vậy chúng ta dùng phương thức là boost khi cái nào và giá trị của khi đó, khi công nghệ tin giá trị là khoa công nghệ tin, khi CKM giá trị là khoa công nghệ cơ khí máy qua đấy, thì tương tự nó cũng sẽ ra giống như hai ví dụ trên. Đây đổi dữ liệu vào combo box mà dùng mảng đối tượng, dùng cái đối tượng, ví dụ đối tượng department, chúng ta có model định nghĩa cái model department với DID, DNAME và chúng ta tạo constructor, tạo getter, setter cho nó. Sau đó giờ chúng ta sẽ gán nó vô dùng cái list department get box đúng không, list department debug, và chúng ta có new array list đấy, nó có đối tượng, chúng ta khởi tạo đối tượng. Thì đây chúng ta chưa có database cho nên chúng ta sẽ sử dụng add ba đối tượng, add debug với ba tên này, và lúc này chúng ta sẽ có thêm là item label dname và item value là did. Đã, nó sẽ tự động ánh buộc cái dữ liệu đổ vào dname và did, hai cái tên này nó phải trùng với hai cái tên trong cái model debug department thật ra, thì nó cũng sẽ giống như ví dụ trước, đó là dùng list đối tượng, một cái mảng đối tượng. Đấy, như vậy đổ đối tượng vào trong cái list control thì chúng ta có form f select và property item, item cái dữ liệu item ha, item value và item label. Đấy, thì cái item này chỉ ra tập dữ liệu mà chúng ta đổ vào, ta đổ vào tập dữ liệu là gì. Đấy, ví dụ với ví dụ này thì chúng ta sẽ có là debug, debug, đấy, debug từ cái
cái model attribute debug ra ta đổ vô nha. Rồi item label là cái tên nhãn nó xuất hiện và cái giá trị là item value đó. Như vậy nó sẽ có một cặp trong collection bin là item value và item label. À, nhìn thấy được thì người ta nhãn, còn giá trị và tính toán nữa làm giá trị thì người ta value. Như vậy list control khác có cùng cú pháp với select là relation button checkbox thì chúng ta có thể dùng nếu khi chúng ta có một cái list các nút relation button và các nút hoặc là các nút checkbox thì chúng ta dùng giống như cái list control ha, đổ vào dữ liệu là như nhau. Các thuộc tính thông thường của cái thẻ ROM này chúng ta có CSS class là thay cho thuộc tính class trong HTML, disable thay cho thuộc tính disable trong HTML, read only thay cho thuộc tính read only trong HTML và CSS error class là thay cho class định dạng thông báo lỗi. Như vậy ví dụ ta có fr input pass id read only bằng true thì nó tương đương, nó giống như trong HTML thôi. CSS class là ta gọi cái form class là gì đó và chúng ta viết CSS class, còn ở trong HTML ta viết là class nha. Thì trong cái thẻ form này thì chúng ta sẽ viết là CSS class. Như vậy thì thầy vừa nói xong về cái các cái chức năng trong cái form cái form của PrintMVC để giúp chúng ta vừa thiết kế cái form nhập liệu, cái form dữ liệu chúng ta dễ dàng hơn, ít code hơn so với viết bằng Sublet và GP. Thì bài học hôm nay là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong cái video tiếp theo.